Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hilton Nhật Ký phần 2 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài thứ hai vẫn quay lại tình hình của Joe Biden quý vị đảng dân chủ đã rơi vào một cái uh, cơn hỗn loạn tiếp theo và càng lúc càng lớn hơn quan tâm tới tình hình sức khỏe của Joe Biden và áp lực Joe Biden rút khỏi cuộc đua này càng lúc càng lớn. Quý vị, chúng ta lướt qua một số những cái bản tin cho thấy rằng là Joe Biden dường như đã không còn đủ sức và bây giờ thì ông ta chuẩn bị cho một cái cuộc họp báo solo vào chiều ngày hôm nay thứ năm, 5, 5 giờ 30 chiều thì ông ta sẽ có một cuộc họp báo đơn độc với lại tất cả giới truyền thông. Và lần này chúng ta sẽ chú ý xem coi ông ta làm cách nào gỡ lại được cái tình trạng sức khỏe yếu kém của ông ta trước mặt của công chúng. Quý vị, đầu tiên hết, đa số những ủng hộ của ông Biden Muốn là ông này phải rút lui cuộc à, thăm dò cho thấy là hầu hết đều muốn ông ta rút lui. Một cuộc thăm dò của ABC, Washington Post và Ipsos cho thấy là đa số những người ủng hộ cho ông Joe Biden nói rằng ông ta nên rút lui, mặc dù là ông ta à, có một cái à, có một cái mức điểm gọi là ngang ngửa với ông Trump. Cuộc thăm dò cho thấy là ông Trump gác 47, Joe Biden 46 à, trong cuộc bầu cử sắp tới về à, cuộc thăm dò mới nhất và cho thấy rằng là gần như là có phân nửa dân số Mỹ đã nghiêng về phía của ông Trump và phân nửa dân, dân, Mỹ vẫn ủng hộ cho Joe Biden. Mà bên cạnh đó quý vị những nhân vật khác đã lên tiếng kêu ông ông cho bên là nên rời khỏi cái ghế cái cuộc đua à, và một trong những chiến lược của đảng dân chủ là James Carville tuyên bố rằng Biden mà tiếp tục chạy đua thì là một cái ý một sự chọn lựa khùng điên cho đất nước đây là nhân vật chiến lược gia của đảng dân chủ nha quý vị James Carville à, họ gọi là người này là chiến lược gia của đảng dân chủ là James Carville đã khẳng định rằng việc mà Joe Biden tiếp tục tranh cử sẽ là một cái ý tưởng khùng điên, một cái sự chọn lựa khùng điên. Trong khi đó thì các cử tri của đảng dân chủ ở các tiểu bang chiến lược đã bắt đầu gọi là và có sự hỗn loạn vẫn tiếp tục khi mà ông Joe Biden thất bại trong cuộc tranh luận vừa qua. Quý vị chưa hết, quý vị các bản báo cáo cho thấy là gần như là những đồng minh thân cận của ông ta đã bắt đầu duyệt xét tới việc mà ông ta có nên rút lui hay không. Đầu tiên hết là bản báo cáo cho thấy Chuck Summer đã nói chuyện với lại các nhà quyên góp của đảng chủ để đâm cho Biden, tức là để nhấn chìm Biden. Chủ tịch khối đa số Thượng viện Chuck Summer tại New York được báo cáo là đã đưa ra dấu hiệu cho các nhà quyên góp trong cuộc họp riêng tư. Ông ta mở ra việc có thể sẽ thay thế Joe Biden bằng một nhân vật khác trong cuộc bầu cử tháng 11. Đây là một trong những cái quyết định của Chuck Summer là chủ tịch khối đa số tại Thượng viện, được xem là một đồng minh thân cận của ông Joe Biden. Và không ai xa lạ quý vị, chỉ một tháng trước đây, Nhân vật này đã đứng ra làm MC gây quỹ cho Joe Biden lên tới 30 triệu Mỹ Kim. George Clooney, một trong những tài tử điện ảnh và có một cái có một số những giải thưởng đã chính thức lên tiếng và kêu gọi ông Joe Biden là nên rút lui. Quý vị, George Clooney đã quay trở lại và không còn ủng hộ cho Joe Biden chỉ một tháng sau khi mà ngôi sao này đã tham dự buổi gây quỹ cho Joe Biden trong chiến dịch tranh cử, George Clooney đã thay đổi cái vị trí của anh ta và lên tiếng và nói rằng đảng dân chủ sẽ không thắng được cuộc bầu cử tháng 11 với ông tổng thống này vốn là một tài tử đoạt nhiều giải thưởng, ông tài tử này đã lên tiếng phát biểu trên tờ New York Times. Tôi rất thích Joe Biden, tôi yêu Joe Biden trong vai trò là một thượng nghị sĩ, một phó tổng thống và bây giờ là tổng thống. Tôi xem ông ta giống như người bạn, tôi tin tưởng ông ta, tin tưởng về cái cá nhân của ông ta, tin tưởng về sự đạo đức của ông ta. Và trong 4 năm, ông ta đã thắng rất nhiều với những cuộc chiến mà ông ta đối diện. Tuy nhiên bây giờ một cuộc chiến mà ông ta không thể thắng trong lần này và ông Trump đã gây quỹ cho Joe Biden lên tới 30 triệu Mỹ kim vào tháng trước trong một buổi gây quỹ tại Los Angeles với lại cựu tổng thống Obama và nữ tài tử Julia Roberts tuy nhiên trên tờ New York Times thì Rudy thừa nhận rằng anh ta đã thay đổi sau khi mà Joe Biden gặp gỡ Joe Biden cũng như là cái tai họa này và họ hỏi rằng là có phải là Joe Biden là bây giờ không anh ta khẳng định Joe Biden không phải là người mà anh ta đã gặp và ở năm 2010 ở năm 2020 và bây giờ anh ta nói là một một Joe Biden hoàn toàn khác biệt và cuối cùng quý vị những cái áp lực này cho thấy là Joe Biden đang đối diện với áp lực ngày một lớn của thành viên đảng dân chủ cử tri đảng dân chủ và những người à, quyên góp cho đảng dân chủ tức là những donor thì quý vị ngày hôm nay thứ năm lợi dụng cái phiên họp ngày cuối cùng của liên minh nato liên minh nato có 3 ngày hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại dc sân nhà của Jordan, không cần phải qua âu châu mà được tổ chức năm nay tại hoa kỳ trong đó thì đánh dấu năm thứ 75 thành lập liên minh nato NATO được thành lập từ năm 1949, và bây giờ họ tổng cộng có 32 thành viên. Thì quý vị, à, cái hôm trước khi mà khai mạc thì ông ta đã có một bài diễn văn được mô tả là rất hùng hồn. Tại vì có có cái teleprompter để sẵn mà. Đọc theo teleprompter là được rồi, chỉ cần điều chỉnh cái giọng lên xuống cho nó hùng hồn một chút thôi. Nhưng quý vị, những nhân vật của NATO đã tỏ ra lo ngại. Lo ngại về tình trạng sức khỏe của ông ta. Và lo ngại là với tình hình này, ông ta không đủ sức đánh bại được Donald Trump mặc dù rằng ông ta có bài diễn văn rất tốt nhưng khi tiếp xúc thật sự ở bên ngoài tức là gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo với nhau thì Joe Biden lại có một con người khác hoàn toàn nó khác với cái bài diễn văn khai mạc mà ông ta đứng trên sân khấu đứng trên podium và do đó quý vị tình trạng này nó càng tạo ra sự hỗn loạn thêm cho đảng dân chủ và chiều ngày hôm nay 5 giờ 30 chiều thì sau cái phiên họp với lại các lãnh đạo của NATO Joe Biden sẽ solo, một mình sẽ đối phó với lại giới truyền thông, có nghĩa là ông ta sẽ có cuộc họp báo với giới truyền thông à, riêng một mình ông ta thôi, không có ai khác quý vị. Biden, big boy à, NATO sẽ có một cuộc họp báo à, à, lần đầu tiên kể từ khi mà ông ta đã à, bị một cái thảm kịch của cái cuộc tranh luận kia. Quý vị ông tổng thống joe biden à, sẽ đối diện với giới truyền thông vào chiều ngày hôm nay thứ năm và đây được xem là một cái màn trình diễn solo đầu tiên của ông ta trong cuộc họp báo kể từ cái thảm kịch à, tranh luận vào tháng trước và trong đó sẽ giúp cho ông ta có thể củng cố được cái à, niềm tin của công chúng với tình trạng sức khỏe của ông ta Bản tin cho biết thì ông Joe Biden dự tính sẽ có cuộc họp báo vào ngày hôm nay thứ năm lúc 5 giờ 30 phút chiều sau khi mà ông ta đã uh, chủ trì cho phiên họp của Na, các lãnh đạo của NATO tại Washington DC trong tuần này và giới truyền thông nói rằng đây là big boy press conference tức là một uh, một cái cuộc họp báo quan trọng của ông tổng thống để trả lời tất cả các câu hỏi của giới truyền thông và điều này sẽ là cái Cuộc uh, phỏng vấn coi là cuộc họp báo riêng biệt của Joe Biden lần đầu tiên của năm nay và cũng là lần đầu tiên kể từ khi mà ông ta đã bị thua cho ông Trump trong cuộc tranh luận ngày 27 tây tháng 6 vừa qua và đây được xem là một trong những cái chi tiết liên quan tới cái uh, tình hình của Joe Biden. Như vậy thì quý vị, càng lúc thì cả Đảng dân chủ càng rơi vào cơn hỗn loạn. Tôi nói rồi, cơn hỗn loạn này có thể sẽ làm cho Joe Biden không thể không thể tái tranh cử không những không thể tái tranh cử mà có thể đảng Dân Chủ sẽ sử dụng cái tu chính án số 25 để mà tước quyền tổng thống của Joe Biden. Tại vì chỉ có cách này họ mới hợp pháp đưa bà Kamala Harris ra. Tại vì trên quy tắc quý vị, tôi đã giải thích ngày hôm qua là tất cả đại biểu đoàn đã bỏ phiếu cho Joe Biden vượt quá con số quy định của đảng Dân Chủ. Có nghĩa là ông ta chính thức là đại diện của đảng Dân Chủ ra tranh cử. Tại vì tất cả đại biểu đảng của Đảng dân chủ đã bỏ phiếu cho ông ta. Là cái đó là nguyện vọng của cử tri, <laughs> nghe quý vị, nguyện vọng của cử tri muốn ông ta. Tuy nhiên sau cái cuộc debate vừa rồi thì gần như là Đảng dân chủ rơi vào cơn hỗn loạn. Cơn hỗn loạn là một phần là do đám ca ca cấp tiến cực tả của Bernie Sanders của AOC cài vào trong tòa Bạch Ốc và trong cái chiến dịch tranh cử của Joe Biden để duy trì cái tư thế tranh cử của Joe Biden. Đa số còn lại đều muốn Joe Biden rút lui. Đa số còn lại đều muốn Joe Biden rút lui ra khỏi cuộc tranh cử, bởi vì họ biết chắc chắn Joe Biden không đủ sức đánh bại ông Trump và tình trạng sức khỏe của ông ta không đủ để điều hành nguồn máy quốc gia thêm 4 năm nữa. Thì quý vị, do đó Đảng Dân chủ rơi vào cơn hỗn loạn này. Tuy nhiên, họ không phải chỉ hỗn loạn trong vấn đề Joe Biden quyết định hay không, mà hỗn loạn này còn rơi vào trong tình trạng gọi là càng lúc càng căng, nếu Joe Biden vẫn cương quyết tái tranh cử thì quý vị, họ phải dùng tới cái biện pháp tước cái quyền tranh cử của Joe Biden. Họ phải dùng tới biện pháp tước quyền tranh cử của Joe Biden nếu Joe Biden vẫn cương quyết đi trên con đường này. Bây giờ thì quý vị thấy là áp lực càng lúc càng lớn. Do đó, chỉ có dùng tu chính án số 25 thì họ mới hợp pháp hóa được cái việc mà buộc Joe Biden phải chấm dứt cuộc tái tranh cử và đưa Kamala Harris lên. Tại vì tu chính án số 25 quy định rất rõ ràng là phó tổng thống và là chủ tịch của thượng viện sẽ nhóm họp nội các và trong đó bỏ phiếu để mà quyết định tước quyền tổng thống tước quyền tổng thống và sau đó chuyển qua cho quốc hội để mà bắt đầu thực hiện cái tiến trình đàn hạch để tước quyền tổng thống này thì cái vị nó sẽ diễn ra trên sàn thượng viện nhưng đầu tiên khởi đi là phải từ bà phó tổng thống Kamala Harris do đó mấy ngày nay có vị thấy là Kamala Harris được nhắc nhở tên rất là nhiều thì quý vị nếu mà bây giờ họ đơn phương hủy bỏ ông Joe Biden và chọn Kamala Harris thì họ sẽ vi phạm trầm trọng vào cái quy tắc của họ và vi phạm trầm trọng vào cái luật bầu cử. Do đó, họ không có cái tư thế pháp lý để hủy bỏ những lá phiếu của đại biểu đoàn đã bỏ phiếu cho Joe Biden. Tại vì cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua, hầu hết đại biểu đoàn và cử tri ở khắp nơi của đảng Dân Chủ đều bỏ phiếu cho Joe Biden. Don Philip bị đẩy ra. Rồi chính Robert Kennedy siêu nhờ phải tự mình rời khỏi đảng Dân Chủ để tranh cử độc lập. Do đó, bây giờ họ rút Joe Biden ra thì bất công với lại Don Philip và kể cả Robert Kennedy siêu nhờ. Những người này sẽ nộp đơn kiện trở lại. Kiện trở lại đảng Dân Chủ Trung ương vì cái thái độ bất công của họ. Do đó, cách hay nhất mà họ sử dụng một cách hợp pháp và hợp hiến là sử dụng tu chính án số 25 tước quyền tổng thống của ông Joe Biden và giao cái quyền tổng thống lại cho bà Kamala Harris. Thì quý vị, lúc đó bà ta là quyền tổng thống thì bà ta vẫn uh, được cái quyền incumbent tức là cái quyền uh, đương nhiệm thì bà ta có quyền chính thức đại diện cho Đảng dân chủ ra tranh cử, tất cả phiếu của đại biểu đoàn sẽ chuyển qua cho bà ta tất cả tiền tranh cử trong quỹ của Joe Biden cũng sẽ chuyển qua cho bà ta. Một cách hợp pháp. Một cách hợp pháp theo luật lệ bầu cử. Thì quý vị, chỉ có cách này thì đảng Dân Chủ mới có thể bớt được cái sự hỗn loạn. Nhưng mà tôi không biết rằng từ đây cho tới trước ngày 19 tây tháng 8 họ có làm điều này hay không. Tại vì cái đại hội của đảng Dân Chủ là ngày 19 tây tháng 8. Và trên quy tắc ngày 22 tây, tức là ngày cuối cùng của đại hội, họ sẽ đề cử ai là người đại diện cho đảng dân chủ ra tranh cử tổng thống do đó tất cả những chuyện này hôm nay là ngày 11 tây tháng 7 rồi thì quý vị chúng ta chỉ còn hơn một tháng thôi cho bên không còn đủ thời gian để quyết định nếu ông ta quyết định là tiếp tục cuộc tái tranh cử thì có nghĩa là ông ta vẫn nhấn mạnh tới sự chia rẽ trầm trọng của đảng dân chủ còn nếu ông ta rút lui thì tương đối đảng dân chủ bắt đầu tìm một người khác thì họ có vẻ như là bớt đi sự hỗn loạn và có thể tiến dần tới sự đoàn kết trước ngày đại hội đảng. còn bây giờ quý vị gần như là đảng dân chủ đang rơi vào cơn hỗn loạn rút Joe Biden bằng cách nào? Bởi vì theo quy tắc tổng thống đương nhiệm được đề cử ra và đảng dân chủ trung ương đã dẹp bỏ tất cả những người muốn cạnh tranh ở trong đảng với ông Joe Biden đều bị gạt ra hết từ Don Philip cho tới ông Robert Kennedy Jr. Thì quý vị, bây giờ nếu như mà chọn một người khác thì sẽ bất công với lại phía của những người này. Họ sẽ nộp đơn kiện. Còn nếu như mà tiếp tục duy trì Joe Biden thì sự chia rẽ càng trầm trọng hơn. Và kết quả đảng Dân Chủ không những là thua ghế hành pháp, thua luôn cả trong các cái ghế trong quốc hội luôn quý vị. Chính vì vậy mà cái cơn hỗn loạn này nó đang trở thành một cái cơn ác mộng của đảng Dân Chủ. Và càng lúc thì chúng ta thấy rõ đảng Dân Chủ có thể sử dụng tu chính án số 25, tức là tước quyền tổng thống của Joe Biden, mặc dù ông ta chỉ còn có 6 tháng thôi. Ông ta chỉ còn có 6 tháng thôi. Và chiều ngày hôm nay ông ta đang sử dụng cái cơ hội cuối cùng là cuộc solo, tức là một cái cuộc họp báo của cá nhân ông ta với lại tất cả truyền thông báo chí. Quý vị. Nhưng mà nói là solo Nhưng ngày hôm nay tôi biết chắc chắn là Phía của Joe sẽ cầm một tấm giấy Trong đó Ông ta sẽ được nêu tên của các cơ quan truyền thông nào Mà ông ta chỉ Tại vì họp báo Mà cái kiểu mà gọi là solo kiểu này Không phải là ông ta sẽ trả lời tất cả câu hỏi của báo chí Mà trong đó Sẽ chọn ngẫu nhiên Ông ta chỉ người nào người đó đứng lên hỏi Đây là quy tắc của họp báo Nhân vật chính chỉ ai người đó đứng lên Thì quý vị Joe bên sẽ cầm một cái nốt trong đó CNN, ABC tức là những tờ báo phê ta sẽ được nêu lên, còn những tờ báo phê địch tức là Fox nè, Newsmax nè, Epoch uh, uh, Times nè, cho tới uh, Breitbart nè, hay là AON nè, thì quý vị những công ty truyền thông này sẽ không nằm trong danh sách được Joe bên chỉ định là đặt câu hỏi để ông ta bắt đầu phô trương rằng ông ta đủ sức khỏe mà, thì quý vị điều này cho thấy rõ ràng là Ngày hôm nay, Châu Bình đang muốn dùng cái cơ hội cuối cùng để chấn chỉnh. Hôm trước, hôm thứ ba, thì ông ta dùng cái bài diễn văn khai mạc. Thì quý vị, lời lẽ rất là hùng hồn, lời lẽ rất là mạnh mẽ. Nhưng lời lẽ đó không phải, nó chỉ đi ra từ miệng của ông ta thôi. Nhưng nó không xuất phát từ trong đầu của ông ta. Mà nó xuất phát từ cái teleprompter. Tức là bài diễn văn đó nằm trong cái teleprompter. Do đó quý vị bây giờ phải trả lời trực tiếp với báo chí. Lần này thì tôi nói với quý vị, đám mà CNN nó họ cũng không gọi là họ sẽ không nương tay với Joe Biden đâu. Tại vì sau cái cuộc tranh luận vừa rồi, tất cả mọi người đều nhìn thấy, ngay cả nhân vật phỏng vấn Joe Biden là George Stephanopoulos. Nhân vật này cũng nói rằng ông ta không nghĩ Joe Biden có thể cầm quyền thêm 4 năm nữa. Mà nhân vật này là nhân vật thân cận đồng minh thân cận nhất của Joe Biden và là nhân vật thường xuyên đã kích ông trong mà chính nhân vật này người phỏng vấn Joe Biden trong cái uh, trong cái uh, thứ sáu tuần trước đó các quý vị cũng đã khẳng định điều này. Ngày hôm nay có hai hai sự kiện thứ nhất là Joe Biden sẽ họp báo, thứ hai sẽ phỏng vấn riêng với đài NBC. Quý vị nhìn thấy hai cái hình ảnh khác nhau. Joe Biden chỉ lên những cái đài quen biết của mình thôi. Joe Biden chỉ lên những cái đài quen biết của mình để được sự bảo kê của các cái đài truyền hình đó. Trong khi đó ngược lại, quý vị thấy ông Trump không? Ông lên tất cả những cái đài chống ông để nói chuyện. Từ CNN, NBC cho tới đài The Song, tức là những cái đài này là những cái đài thường xuyên chống ông Trump. Ông chấp nhận lên những đài này để trả lời tất cả những câu hỏi luôn. Quý vị, còn Joe Biden chọn phe ta nhiều hơn chọn những đại phe ta không à? Joe Biden có dám lên đài truyền hình Fox News không? Joe Biden có dám nhận lời trả lời với đài truyền hình Newsmax TV không? Joe Biden có dám nhận lời phỏng vấn với tờ New York Post không? tờ Washington Examiner hay là Breitbart hay là a những đại bảo thủ này kể cả tờ uh, tờ đài uh, cái uh, tờ báo Epoch Times, Quý vị Joe Biden chưa bao giờ trả lời phỏng vấn những cái này. Trong khi ngược lại, ông Trump sẵn sàng lên những cái đài chỉ trích mình nhất. Từ CNN cho tới NBC cho tới Universal. Universal là cái đài mới. Đài này chống ông Trump từ năm 2016. Chính họ là cái đài cắt bỏ hết tất cả những hợp đồng với ông Trump. Lúc mà ông tranh cử năm 2016, ông có cái chương trình giải qua hậu hợp tác với NBC và hợp tác với lại Universal khi ổng tranh cử năm 2010, 2016 quý vị là đài này nó chống ổng tới mức nó cắt bỏ tất cả những cái hợp đồng với ổng luôn cắt bỏ hoàn toàn luôn mà nó mỗi một ngày nó cho người lên chửi ông trump không còn một giáp nào hết nhưng mà 8 năm sau sau khi nó chứng kiến được ông trump điều hành 4 năm cho bên điều hành 4 năm đài này họ bắt đầu tại vì đài này là cái tiếng cái đài nói tiếng spanish tức là tiếng của người ở trung mỹ và nam mỹ đài này được xem là đài lớn nhất ở Mỹ, đài Mỹ có hai cái đài lớn nhất ở Mỹ là Telemundo chuyên chiếu phim và thứ hai là Universal những cái chương trình mà show nổi tiếng hoặc là những cái chương trình thời sự là hai đài này là chiếm gần như là tất cả khối dân của nói tiếng Spanish rồi thì cái vị họ phỏng vấn ông Trump họ phỏng vấn xong thì cái đám cực tả nó áp lực cái đài này tới mức mà giám đốc của đài này nói, hey ông ta là một trong những ngôi sao của đảng cộng hòa chúng ta đâu thể bịt miệng ông ta được chúng ta phỏng vấn bên đây thì chúng ta phải phỏng vấn bên đây chứ mà cái vị ông trâm lên tất cả những đài này phỏng vấn ông sẵn sàng trả lời những cơ ký giả mà nó nó ghét ông nhất ông vẫn trả lời còn cho bên chiều nay họp báo thứ nhất là ông ta sẽ không trả lời tất cả những cơ quan truyền thông cánh hữu và thứ hai quý vị thấy ông ta nhận lời phỏng vấn của ai toàn là cảnh tả không ông ta không dám đối diện với những người chỉ trích mình Do đó quý vị, cái dân chủ của Joe Biden là cái dân chủ giả tạo. Dân chủ giả tạo. Một người mà thực hiện cái gọi là cái tinh thần dân chủ thật sự. Sẵn sàng đối diện với những người chỉ trích mình. Sẵn sàng đối diện với những người chỉ trích mình. Để lắng nghe tiếng nói của người ta. Lắng nghe người ta chỉ trích mình cái gì. Đây là dân chủ đó quý vị. Một trong những điểm cốt lõi của dân chủ. Là đối diện với những người chỉ trích mình chứ không tránh né. Joe Biden hoàn toàn tránh né tất cả những lời chỉ trích ông ta. Quý vị thấy ông Trump không? Ông đâu có ngại. Ông có trang tru sô riêng. Mày bịt miệng tao. Tao có trang sô riêng của tao. Rồi quý vị. Bây giờ tất cả những cơ quan truyền thông cánh tả tấn công ông Trump. Bây giờ sắp hàng chờ phỏng vấn ông Trump. Họ sắp hàng chờ phỏng vấn ông Trump. Là quý vị thấy rõ ràng là gì? Họ thích hơn. Tại vì ông Trump sẵn sàng trả lời bất kỳ một điều gì. Bất kỳ một câu hỏi từ gia đình cá nhân tới những vụ án của ông cho tới cách điều hành quốc gia. Ông sẵn sàng trả lời hết. Còn Joe Biden, quý vị nhớ hai cái đài radio không? Một đài ở Philadelphia, một đài ở Wisconsin không? Tới mức mà chiến dịch tranh cử của Joe Biden không tin tưởng phải gửi câu hỏi qua để cho những người đó hỏi. Chứ không cho phép những người đó hỏi những câu ngoài đề nữa. Nội cái này không chúng ta đã thấy được bản ảnh rồi Nội điểm này không chúng ta thấy được bản ảnh rồi Bây giờ tôi chỉ mong cho bên làm sao xuất hiện trên đài Fox News thôi Trả lời tất cả những câu hỏi của Fox News thôi Cho bên làm gì dám Làm gì dám đứng trên Fox News Như đó quý vị Cái cuộc họp báo chiều nay Nó cũng tương tự như vậy thôi Có nghĩa là ông ta sẽ cầm một tờ giấy Hoặc là có cái nốt nằm trên cái podium Mà cái nốt đó là ghi tên những cái đài, những sướng ngôn viên của những cái đài mà ông ta sẽ chọn. Và kỳ này là các ký giả phải đeo cái cái bảng bự thật bự đó quý vị. Chứ nếu mà đeo nhỏ xíu vậy người ta nhìn không thấy đâu. Đứng xa quá ông già 81 tuổi mắt kém lắm. Phải đeo cái bảng thật bự vậy nè. Để thấy là CNN, rồi ABC, NBC. Để ông nhìn thấy ông chỉ. Chứ không thôi quý vị, cái thẻ nhỏ quá. Ông đứng xa ông nhìn không thấy đâu. 81 tuổi rồi thì các vị sẽ thấy được cái cuộc họp báo chiều hôm ngày hôm nay sẽ có những chuyện được cười hơn nữa sẽ có những chuyện được cười hơn nữa nhưng dù làm cách gì đi nữa quý vị giống như tôi nói dân chúng cử tri là những người chứng kiến hết dân chúng cử tri là những người chứng kiến hết họ sẽ quyết định lá phiếu của họ họ đã chứng kiến được cho bên trong cái cuộc debate. Họ đã chứng kiến được Joe Biden trong cuộc phỏng vấn 22 phút với đài ABC và bây giờ họ đang chứng kiến một đám đông một đám gọi là không phải là đám đông một đám đang bảo vệ cho châu biden kể cả các thành viên của nato kể cả các thành viên của nato bài diễn văn của ông ta nó đứng lên nó vỗ tay năm 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 thì quý vị nó khen nhưng mà sau đó thì bắt đầu nó che giấu những cái thái độ thực sự của châu biden khi tiếp xúc với châu biden tới mức mà ông thủ tướng đang mạch ông phải khéo tới mức nào hỏi là ông nghĩ rằng ông Joe Biden có đủ sức để mà tiếp tục lãnh đạo quốc gia trong 4 năm tới và lãnh đạo NATO hay không ông này nói ô chúng tôi phải tôn trọng sự chọn lựa của người dân Mỹ bất kể ai họ chọn cái vị ông thủ tướng đang mạch ông tuyên bố như vậy là cái vị biết là ông đã nhìn thấy được Joe Biden như thế nào rồi và gần như là bây giờ quý vị sự quan tâm của NATO trong mấy ngày qua thứ nhất là sự e sợ, e sợ sự trở lại của donald trump thứ hai nhìn thấy tình hình sức khỏe của joe biden họ bắt đầu lo sợ họ bắt đầu lo sợ là chắc chắn hoa kỳ sẽ thay đổi chính sách khi họ nhìn thấy cái sức khỏe cho bên là họ biết ông ta sẽ không thắng được trong cuộc bầu cử sắp tới rồi và họ nhìn thấy rõ cái lửa của người dân hoa kỳ bây giờ họ tụ tập ở washington dc họ chứng kiến được tất cả những phản ứng của người dân hoa kỳ Họ thấy được là Joe Biden không còn cửa rồi. Bây giờ cái lo sợ của họ làm cách nào điều chỉnh cái chính sách của họ để phù hợp với cái chủ trương American First của ông Trump đây. Mà đám Âu Châu và đám cánh tả Âu Châu nó là tự tự cô lập đó. Thật sự quý vị, Hoa Kỳ mà cứng rắn với Âu Châu, chính Âu Châu là kẻ bị cô lập chứ không phải Hoa Kỳ. Thì bây giờ đám này bắt đầu lo ngại. Cho nên chiều nay mới có màn trình diễn Joe Biden solo với các cơ quan truyền thông. Trên quy tắc là solo Nhưng mà tôi bảo đảm với quý vị Những người ông ta chỉ tay để, để đặt câu hỏi Sẽ là những người phe ta Chứ không phải phe địch Ông ta không để cho phe địch có cơ hội đâu Và điều này xảy ra rất rõ ràng Điều này xảy ra rất rõ ràng Và nó đã chứng minh Trong mấy năm qua Chưa bao giờ Joe Biden Lên một cái đài cánh hữu Lên một cái đài trung dung Để trả lời phỏng vấn ông ta chỉ chọn những cái đài phe ta bảo vệ cho ông ta thôi. Và chính sự chọn lựa này, dân chúng Hoa Kỳ nhìn thấy. Họ sẽ đặt câu hỏi, Ê, Biden, tại sao Donald Trump dám đối diện với những kẻ chỉ trích ông ta, còn ông thì không dám? Dân chúng Hoa Kỳ và cử tri Hoa Kỳ sẽ đặt câu hỏi đó. Tại sao Donald Trump dám lên, Donald Trump từng chửi CNN là fake news, từng chửi MSNBC là công cụ của Cộng sản. Mà Donald Trump lại dám đương đầu lên cho M NBC phỏng vấn, lên cho CNN phỏng vấn. Còn ông không dám qua những cái đài cánh hữu chỉ trích ông. Số, so, bản lãnh ở đâu? Bản lãnh ở đâu? Cái này là rất đơn giản quý vị. Dân chúng Hoa Kỳ tôi nói là người chứng kiến hết dù bây giờ cho chiều ngày hôm nay cho bên có thành công trong cái cuộc biểu diễn gọi là đọc diễn đi trong cái màn đọc diễn chiều ngày hôm nay đi thì quý vị dân chúng hoa kỳ họ vẫn không có tin tưởng chừng nào Joe bên dám đối đầu với lại những người chỉ trích ông ta lúc đó họ mới tin tưởng cái khả năng bản lãnh và sức khỏe của ông ta còn bây giờ quý vị họ không tin tưởng đó là lý do tại sao đám trẻ nó rời bỏ Joe Biden. Thứ nhất nó chê ông quá già thứ hai nó biết rõ ổng không có bản lãnh ổng chỉ sống dựa vào những kẻ bảo vệ cho ông ta thôi chứ ông ta không dám tới bắt tay gặp gỡ với những kẻ chống đối mình và sẵn sàng đối thoại với những kẻ chống đối mình chính điều này mà đám trẻ nó cho rằng joe biden không có bản lãnh năm xưa nó bỏ phiếu cho joe biden chỉ vì nó bị dẫn dắt bởi đám truyền thông và đám trí thức cực tả gán nhãn ông trump làm cho tụi nó có một cái thành kiến định kiến với ông trump Do đó nó dồn phiếu cho Joe Biden. Còn bây giờ sau 4 năm, nó chứng kiến được tất cả bản lãnh, nó chứng kiến được tất cả khả năng, nó chứng kiến được tất cả những gì Joe Biden làm. Nó thay đổi. Và nó lấy danh nghĩa là ông này già quá rồi, chọn người khác đi. Đó là sự khéo léo của nó thôi. Chứ thật sự quý vị, đám trẻ bây giờ bừng tỉnh. Nó thấy được nó bị sỏ mũi bởi đám truyền thông khuynh tả, đám trí thức khuynh tả. Đám trí thức khuynh tả này là thầy giáo, cô giáo của tụi nó. Cho nên nó vẫn bị định kiến với ông Trump. Nhưng sau 4 năm, nó nhìn ra. Nó nhìn ra được rất nhiều điều. Và chính điều này đã khiến cho đảng Dân Chủ rơi vào cơn khủng hoảng khi bản chất thật sự của Joe Biden đã phơi bày trước công chúng. Ok quý vị, đó là cái bài hiêu tinh nhật ký phần 2 của Phong ngày hôm nay nói về cái sự hoảng loạn càng lúc càng gia tăng của đảng Dân Chủ và Joe Biden giữa lúc mà cử tri vẫn tiếp tục bắt đầu nghiêng về phía ông Trump nhiều hơn. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.